Cô quay đầu lại, hét lớn. Nhanh lên Ban à, tớ còn phải ghé rất là nhiều cửa hàng nữa đó. Ban ngáo ngán trả lời mẹ cô. Tước gì tớ không phải mang cái đống đồ của cậu, mẹ gần chết luôn đây nè. Vì phải cái sách nhanh mang một đống đồ với mẹ cô, nên Ban gần như bị chim nhím. Mẹ cô lườm mít Ban, cậu chợt thấy rung mình với cái nhìn đó. Mà có gì là nhiều nhặn cho Cam, chỉ là quần áo và sách thôi mà. Thực ra thì vẫn còn thêm một chú gấu bông cực kỳ dễ thương nữa ý nhỉ. Ban lắc đầu ngáo ngán. Nè mẹ cô, số lúc nào cũng phải là tớ vậy hả? Cậu không chọn được ai khác hay sao? Sen kìa, Tetsu cũng đâu có tệ. Nè, tha cho tớ đi có được không? Mẹ cô ngúng quẩy một lúc rồi mới chịu nói. Hồ thì lúc nào cũng kiếm có chuồng, còn hai ông kia lúc nào cũng làm rớt đồ của tớ hết trơn. Thật ra cô nào cũng chẳng muốn nói gì cả đâu, nhưng nếu nói ra thì ba người kia sẽ súng vào và lấy lớp cô vì lý do không được phép mặc đồng phục quá lâu như thế. Dù biết là họ chẳng hề có lý gì, nhưng mà mẹ cô vẫn thấy đau lòng lắm. Còn về chuyện của nó thì cả căn phòng của cô ấy cứ như là thánh địa của thời trang vậy đó. Quần áo ở khắp mọi nơi. Cô cũng làm việc chăm chỉ như anh chàng kia chứ bộ. Có phải là chơi không đấu cơ chứ. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi và xả stress sau khi làm việc thôi mà. Đó là lý do tại sao mà cô lại chọn Ban đi cùng. Thật là tội nghiệp anh chàng quá đi. Ban chỉ than phiền thế thôi, chứ thật ra là anh chàng cũng không muốn Umeko xem mình như một đứa con nít đâu. Đột nhiên, những ý nghĩ về đồng đội trong Umeko tan biến. Cô nàng nhìn thấy một chiếc váy ở một cửa hàng bên kia đường. Vừa gõ tay lên cửa kính, cô vừa nói. Wow, thật là đẹp quá đi. Ban Ban, nhìn nè. Tớ mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp, ha Ban ha. Ban chưa ậm ừ, để rồi sau đó phải bất đắc dĩ chứng kiến cảnh Umeko nhõng nhẽo như một đứa con nít. Mặc kệ Ban đang phải khổ sở cân bằng cơ thể và đống đồ, Umeko đẩy mạnh cậu ra ngoài. Cô từ từ rút thanh sô-cô-la trong túi ra và bắt đầu ngay. Ban nói. À, có sô-cô-la mà bỏ một bên nha. Ích kỷ thế. Từ mấy cô vừa nhai và trả lời. Ban cũng vừa lắc đầu vừa bảo. Sau đó nhìn chằm chằm vào thanh sô-cô-la hấp dẫn kia. Tớ cũng đói bụng mà. Từ mấy cô không còn cách nào khác là phải bẻ nó ra làm đôi. Chờ tí tớ sẽ cho cậu ăn. Ban nhiệt tình đón lấy miếng sô-cô-la bằng một phát cắn ngọn mục, sau đó là nhai nhồm nhoàm, trông rất là ngon miệng. Giờ thì miệng cậu dính đầy sô cô la rồi. Ban liếm sạch sẽ, đứng hỏi. Ê, trông tớ ổn chưa? Từ mấy cô trả lời. Rồi đó, sạch sẽ luôn đó nha. Từ mấy cô thấy thế, thì tự dưng mặt đỏ dần lên. Nhất định là cô nàng không yêu Ban rồi. Chỉ là cô muốn đi shopping với Ban không với những người kia, không muốn chia sẻ đồ ăn của mình cho cậu. Và nghĩ rằng cậu có bờ môi thật tuyệt. Nhưng ai biết đâu được. Biết đâu đấy, từ nay cô vẫn còn cả ngày dài để dám chơi cơ mà. Thôi kệ đi. Cuối cùng cô ôm chàng lấy cánh tay của Ban và gần như là đè cậu xuống đất vậy đó. Bằng một giọng nói rất nhí nhảnh, từ nay cô bảo Ban. Xong rồi mình đi mua đồ tiếp nha Ban. Nè chờ đã, tớ vẫn còn thấy đói. Cả ngày nay lang thang khắp nơi để mua đồ, cậu không thấy mệt hay sao? Chính cậu là cái người bày ra chỗ shopping này chứ ai. Đến đây thì Umeko nở một nụ cười tỏa nắng. Ngoan nào, ngoan thì tớ sẽ mua sô-cô-la cho cậu ăn nữa.